Chẳng riêng fan của Sao Nhập Ngũ mà dân mạng nói chung có lẽ cũng đã nghe qua cái tên Mũi Trưởng Long, Thượng úy Nguyễn Việt Long ở đâu đó rồi nhỉ? Sau 6 tập của chương trình, sức hút của đồng chí Mũi Trưởng khủng khiếp đến nỗi trang cá nhân của anh hiện đã có 124.000 followers, group đầy thuyền với Hậu Hoàng có đến 19.000 thành viên. Đó cũng chính là lý do khiến cho Mũi Trưởng Long xuất hiện trong chương trình Thời sự toàn cảnh của VTV phát sóng trưa ngày 10 tháng 1. Với sự dẫn dắt của Á hậu MC Thụy Vân, Mũi Trưởng Long đã có những chia sẻ về Sau Nhập Ngũ cũng như 6 cô nàng nổi tiếng mà mình đã huấn luyện vừa qua. Giải thích về gương mặt lạnh lùng khi làm huấn luyện, Mũi Trưởng Long cho biết: "Khi đó mình xác định phải tập trung với các công việc trong đơn vị, mình không thể cười đùa với các đồng chí ấy được. Những lúc hài hước đó mình cũng rất buồn cười, rất muốn cười thế nhưng mình không được cười. Mà để không được cười thì khi nào muốn cười, mình sẽ nạt các đồng chí ấy thật to." Mũi Trưởng cũng kể lại cảm xúc khi kết thúc thời gian ghi hình Sau Nhập Ngũ, 6 cô nàng rời khỏi đơn vị. 7 ngày liên tục, áp lực đè nặng, công việc liên tục, rồi đột nhiên các đồng chí ấy kết thúc nhiệm vụ, di chuyển khỏi đơn vị, chỉ còn lại một mình, cực kỳ hụt hẫng. Ở phần hỏi nhanh đáp lẹ, đồng chí Mũi Trưởng tiết lộ đã nhập ngũ được 8 năm, trong đó có 5 cái Tết xa nhà. Trong số 6 nhân vật nổi tiếng đợt huấn luyện vừa qua thì sợ Nam Thư nhất và ấn tượng Hậu Hoàng nhất. Không những thế, ở màn đoán quà của 6 thành viên Sau Nhập Ngũ 2020, Mũi Trưởng Long còn giải thích chuyện Hậu Hoàng tặng ergo vì khi mình bị thương ở tay thì Thúy Hậu đã dùng cái ergo này để băng cho mình. Cái băng đó đến giờ mình vẫn giữ. Ngoài ra, Mũi Trưởng Long cũng đoán đúng quà của những người còn lại. Dương Hoàng Yến tặng con vịt, gấu bông của Nam Thư, Khánh Vân tặng còi, Diệu Nhi tặng quần hoa và Kỳ Duyên gửi một hộp kem chống lão hóa. Đặc biệt, đồng chí Mũi Trưởng còn phải thực hiện một thử thách đến từ Kỳ Duyên là đi catwalk với giày cao gót, đội quyển sách lên đầu nhưng không được làm sách rơi. Lý do mà nàng hậu đưa ra là đã được trải nghiệm là một chiến sĩ đặc công rồi, nên cũng muốn Mũi Trưởng Long hiểu cảm giác của một siêu mẫu như thế nào. Kết quả là dù than khó và loạng choạng những bước đầu tiên, nhưng sau đó đồng chí Mũi Trưởng đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và nhanh chóng vượt qua. Mũi Trưởng Long làm mưa làm gió mạng xã hội suốt thời gian vừa qua là chuyện đã rõ mười mươi, nhưng năm sinh của đồng chí Mũi Trưởng thì không phải ai cũng biết. Mới đây, thông tin năm sinh của Mũi Trưởng Long đã được các thành viên của Sao Nhập Ngũ 2020 xác nhận trong tập mới nhất là 1994. Cụ thể, khi Nam Thư thông báo, tôi đã biết đồng chí Mũi Trưởng sinh năm mấy rồi, đoán đi. Hậu Hoàng đưa ra đáp án nhưng vẫn hoài nghi, 84. Tuy nhiên, cô giáo Dương Hoàng Yến đã chốt câu trả lời cuối cùng, 94. Điều này cũng được chứng minh rõ nét khi Mũi Trưởng Long chung khung hình với các thành viên Sao Nhập Ngũ. Cách đây vài ngày, khi Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng và đồng chí Mũi Trưởng gặp nhau ở Hà Nội, dù cô giáo Yến hơn Mũi Trưởng 3 tuổi nhưng lại dừ hơn hẳn. Trước đó, Dương Hoàng Yến cũng đã tác Mũi Trưởng Long trên fanpage chương trình và bình luận: "Hách tuổi thật sự thì anh liền nhảy số cực nhanh. Không hách để các chị bắt nạt sao?" Anh chàng Mũi Trưởng 26 tuổi khiến dân tình đổ gục vì sự rắn giỏi nghiêm khắc của người lính. Tuy nhiên lúc cười lên, Mũi Trưởng Long lại trông vô cùng thân thiện gần gũi. Nụ cười của anh chàng được nhận xét là tỏa nắng, khiến trái tim khán giả nữ tan chảy. Tuy cười lên đẹp trai là vậy, nhưng chàng Mũi Trưởng trẻ tuổi lại bị mẹ nhận xét khá phũ. Trên trang Facebook cá nhân, khi trò chuyện với một người bạn, mẹ của anh nhận xét về nụ cười của con: "Đen thì răng trắng, thường là vậy." Được biết Mũi Trưởng Long quê ở Vĩnh Phúc, thời cấp 3 anh chàng từng học tại trường Trung học Phổ thông Liễn Sơn, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch. Anh là học sinh khóa 2009-2012 của trường. Dù là trường làng nhưng những năm gần đây, Trung học Phổ thông Liễn Sơn không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, thường xuyên tổ chức các phong trào học tập như cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Ngoài ra, trường cũng có các hoạt động ngoại khóa, phong trào văn nghệ sôi nổi. Thời điểm miền Trung gặp lũ lụt, thầy và trò Trung học Phổ thông Liễn Sơn cũng tổ chức hoạt động quyên góp, giúp đỡ cho đồng bào khó khăn. Sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Liễn Sơn, Mũi Trưởng Long đã thi đỗ vào trường Sĩ quan Đặc công, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trường Sĩ quan Đặc công được thành lập vào ngày 20 tháng 7 năm 1967. Đây là một trường đào tạo sĩ quan trực thuộc binh chủng đặc công và là một trong những cái nôi đào tạo nên những cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan và nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho binh chủng đặc công cùng các đơn vị trong toàn quân. Năm 2020, điểm chuẩn ngành chỉ huy tham mưu đặc công của trường là 24,15 với thí sinh miền Bắc và 23,6 với thí sinh miền Nam.
Được biết, ngoài những yêu cầu về văn hóa, thí sinh còn phải đạt đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe, chiều cao để có thể rèn luyện tốt trong môi trường quân đội nghiêm ngặt. Đẹp trai, cười duyên, khỏe mạnh, lại thêm năng lực học tập tốt, chẳng trách mà nhiều khán giả nữ lại si mê như điếu đổ chàng mũi trưởng trẻ tuổi Nguyễn Việt Long.